Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Phan Đại Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là chiều ngày thứ 6, 13 tháng 3, 2020. Chúng tôi đang có mặt tại Orange County để gửi tới quý vị phóng sự Hội đồng giám sát quận Cam mở cuộc họp báo để tường trình về coronavirus COVID-19. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Buổi họp báo có sự hiện diện của luật sư Andrew Đỗ, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát Orange County, Nam California, và bác sĩ Kimberly Hồ, Phó Thị trưởng thành phố Westminster. Luật sư Andrew Đỗ trước đó 2 giờ đồng hồ, ông cũng đã có buổi họp báo với giới truyền thông báo chí của Mỹ, và giờ này ông cũng muốn có buổi họp báo với giới truyền thông Việt ngữ để loan báo tường tận đến cho đồng hương những chi tiết quan trọng về tình hình dịch bệnh ngày càng lan rộng. Ông thống đốc cũng như là nhiều các thị trưởng và hội đồng giám sát của những quận trong tiểu bang California trong những ngày qua đã đưa ra những cái ban hành khẩn cấp, khẩn trương về cái vấn đề bệnh coronavirus. Mình thấy cái việc đó nó xảy ra trong toàn quốc của nước Hoa Kỳ. Việc này mình thấy bắt đầu từ ở những nước khác và bây giờ chuyển tới nước Hoa Kỳ và đi tới miền Tây là tiểu bang California. Càng ngày nó càng tăng nặng lên. Và đi theo những cái việc mà mình thấy từ ở liên bang như là Tổng thống Trump sáng ngày hôm nay cho tới những việc của thống đốc và những cơ quan y tế ở tiểu bang California, ngay cả đến Tổ chức Y tế Liên Hiệp Quốc là World Health Organization, thì bây giờ cái thời gian nó không còn là vấn đề mình phải hỏi là nó có phải là một cái đại dịch hay không. Tất cả mọi người bây giờ đã đều gọi nó là một cái đại dịch trên toàn thế giới, tất cả các lục địa. Đến ngày nay, ngay cả những người mà từ trước tới giờ vẫn thắc mắc là cái thực sự là con vi trùng này nó có nguy hiểm đến như vậy không, mà mình có cần phải lo đến như vậy không, thì đến ngày nay chúng tôi hy vọng là với tất cả những môn thể thao đã bỏ, những việc mà họp lớn đều bị bỏ, trường học đóng cửa, đại học cũng đã đóng cửa sớm. Mình thấy như là nguyên cả một toàn quốc, cái ảnh hưởng của cái bệnh này tới ngày nay thì không ai có thể mà chối được nữa là cái đại dịch này nó rất là nguy hiểm. Kế đến, bác sĩ Kimberly Hồ nói về coronavirus. Không biết là làm sao mình biết là nó phân biệt giữa cái flu với cái coronavirus, thì quý vị biết là cũng rất là khó phân biệt, tại vì nó giống như một cái flu. Mà nhất là cái mùa này, mình tưởng nó, mình nghĩ nó là một cái flu. Thì bây giờ Kimberly cứ nghĩ rằng, Kimberly nghĩ rằng tốt nhất là chúng ta treat nó với như là mình có thể đang bị nhiễm coronavirus bằng cách là chúng ta cần phải tự ly cách những người chung quanh mình, ở nhà, đừng đi ra ngoài. Và như hồi nãy giám sát viên vừa thưa với quý vị đó, chúng ta cần phải cố gắng hết sức, nếu có thể tránh được, đừng có đi đến đám đông. Tại vì cái đó là cũng là một cái protection, bảo vệ cho chính mình, nhưng mà mình cũng là đồng thời bảo vệ cho những người chung quanh mình. Thưa quý vị, nếu mà mình muốn contain nó để cho nó không lan ra đó, thì mình không nên tụ tập. Chỉ khi nào cần thiết thì chúng ta mới đi ra ngoài, hoặc là mới đi travel, mới đi du lịch. Nếu mà có thể được, chúng ta nên ở nhà, nhất là cho quý vị nào mà ở lứa tuổi 70 trở lên, là những vị cao niên với sức khỏe đã bị compromise, tuy nhiên là đã không, vì lớn tuổi mà sức khỏe không có được mạnh như những người trẻ, thì Kimberly đề nghị rằng chỉ khi nào mà cần thiết lắm thì mới đi ra ngoài. Kính thưa quý khán thính giả, trong một họp báo, luật sư Andrew Đỗ còn cho biết Hội đồng giám sát quận Cam sẽ phối hợp làm việc chặt chẽ hơn nữa với các vị dân cử và các cấp chính quyền trong quận hạt. Nếu quý vị cần biết tin tức hay có những thắc mắc, xin cứ gọi vào số 800-564-8448, 800-564-8448, hay vào trang mạng hoặc Facebook của Orange County. Phát Đại Nam tường trình từ thành phố Santa Ana, miền Nam California.
Thêm SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.